Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một dự án mới thuộc tổ 12 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Cụ thể ở đây thì Ngọc Ánh sẽ quay căn lô góc này gửi tới quý khách hàng. Ở đây có những hướng như sau: hướng Đông Nam, hướng Tây Bắc và hướng Đông Bắc nha quý vị. Cái giá chào bán của cái khu vực này, cái căn này thì nó thấp nhất là 1.980.000 đồng ngõ trước nhà như quý vị nhìn thấy ở đây. 2,5 mét ngõ trước nhà, tuy nhiên cách với trục đường ô tô đi lại thì chỉ khoảng tầm 30 mét thôi nha mọi người. 30 mét thôi ạ. Ngọc Ánh sẽ xin giới thiệu với mọi người cái căn mặt ngoài này, gửi tới quý mọi người. Là căn lô góc hai mặt thoáng, hướng nhà là hướng Đông Nam nha mọi người. Và diện tích của cái căn nhà này là 34 mét vuông. Đó, phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế là cửa cuốn. Mời mọi người theo em vào với cái phía tầng 1 của ngôi nhà này. Với cái hiện trạng thực tế của ngôi nhà này thì chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ bàn giao luôn. Sổ đỏ chính chủ có đầy đủ giấy phép xây dựng, hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Đặc biệt với cái vị trí của ngôi nhà này, đi ra tới khu đô thị Đô Nghĩa thì nó khoảng tầm 700m thôi nha quý vị. Cách với bến xe Nghĩa 1,5 km. Và từ vị trí xung quanh của ngôi nhà này thì đầy đủ tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học cấp 1, cấp 2. Với cái căn nhà này, cách với đại ngã tư Lê Trọng Tấn nó khoảng tầm 2 km. Cách với lại trường đại học Phenica nó khoảng tầm 1,5 km thôi nha mọi người. Mời mọi người theo em khám phá căn nhà. Bước vào cái phần tầng 1 của ngôi nhà, phần phòng khách thì chủ đầu tư hoàn thiện đầy đủ về cái phần trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, cũng như là hệ thống sơn này mọi người này, trang trí trần phào đó. Hồ sơ điện, hồ sơ nước được thiết kế và lắp đặt đầy đủ, nước sạch sử dụng nước sạch sông Đà và điện lực là điện lực Hà Nội. Với cái gạch lát nền cũng đã được hoàn thiện xong, kích thước gạch 60-60 vân đá màu trắng, khá là hài hòa với cái căn nhà này mọi người ạ. Thiết kế thì là 4 tầng và diện tích 34m, lô góc thoáng. Mọi người có thể nhìn thấy ở đây có một cái cửa sổ ở phía bên hông, hướng ra phía bên ngoài đấy ạ. Nói chung với cái căn nhà này đi lại rất là hợp lý. Quý vị nào đang tìm hướng Đông Nam, Đông Bắc và Tây Bắc thì gọi ngay cho Ngọc Ánh để có thể nắm bắt được những cái ngôi nhà này, vị trí rất là gần. Cụ thể nếu mà như một số người đang theo dõi kênh của Ngọc Ánh thì biết rằng đây là cái vị trí căn nhà này là ở trong D Yên Nghĩa nha mọi người. Trong D ạ, nó vẫn thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Đây ạ, như mọi người có thể nhìn thấy đây, tủ bếp được thiết kế là tủ gỗ sồi. Đó. Và cái xung quanh bếp thì cũng đã được hoàn thiện đầy đủ phụ kiện bếp đi kèm này, chất liệu chậu rửa cũng như là vòi rửa inox 304. Xung quanh mặt bếp thì ốp đá granite. Xung quanh bếp thì được ốp kính nha mọi người nha. Ốp kính, ốp bếp cũng rất là đẹp. Nói chung với cái tổng thể tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế rất là hài hòa. Chủ đầu tư lắp đặt thiết kế nói chung là đơn giản thôi mọi người ạ, nhưng mà nó hài hòa và đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Phía tầng 1 của ngôi nhà thì còn có một nhà vệ sinh đó, đầy đủ hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Ngoài ra tay vịn cầu thang mọi người ơi, đây mọi người có thể nhìn thấy giúp em, toàn bộ cái tay vịn này, cầu thang đó, cổ trụ cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ lim Nam Phi, mặt bậc cổ bậc cầu thang ốp đá đen trắng granite. Đây là phía tầng 1 của ngôi nhà. Vậy tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo em lên khám phá trên phía tầng trên nhé. Và mọi người ơi, bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì căn nhà này được thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh. Mời mọi người theo em vào phía căn phòng ngủ của ngôi nhà. Đây mọi người nha, căn phòng ngủ này rất là rộng, nó phải được tầm 17-18 m² mọi người ạ. Và bởi vì nó là căn lô góc hai mặt thoáng cho nên ở đây mọi người có thể nhìn thấy này, cửa sổ hai bên. Chủ đầu tư đồng thời lắp đặt đầy đủ ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa rồi nha mọi người. Trên phía phòng ngủ này thì cũng được lắp đặt đầy đủ hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Và cái căn phòng này thì nó rất là vuông vắn, dễ kê đầu nội thất ở phía bên trong căn phòng ngủ này nhá. Hệ thống cửa thông phòng đây mọi người có thể nhìn thấy, toàn bộ là cửa gỗ. Đó. Quan trọng nhất là cái vị trí mọi người ạ, từ vị trí của cái ngôi nhà này đi ra cái trục đường chính
của tổ dân phố thì nó chỉ khoảng tầm 30 mét thôi, nó đi lại rất là gần, rất là tiện. Với quý vị nào làm ở khu vực Lê Văn Lương này, khu vực Thanh Xuân và quanh khu vực Hà Đông thì vị trí này rất rất là tiện ích nha mọi người. Mọi người theo em tiếp tục khám phá tầng 2. Ngoài phần phòng ngủ thì còn có một phòng vệ sinh. Đây, căn phòng vệ sinh ở đây thiết kế cũng khá là rộng, hài hòa, cửa sổ thoáng, hệ thống sen tắm nóng lạnh này, bồn cầu liền khối, nói chung là đáp ứng đầy đủ về thiết bị vệ sinh để sử dụng theo từng tầng. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tầng 2 thiết kế như vậy thì còn tầng 3 như thế nào? Mời mọi người theo em. Với tầng 3 thiết kế của ngôi nhà tương tự như tầng 2 mọi người ạ, cũng gồm một phòng ngủ rộng y như tầng 2 và thiết kế cửa sổ các thứ giống hệt tầng 2 nha mọi người. Rất là thoáng, căn nhà này hướng đông nam, rất là mát mọi người nha. Mùa đông thì ấm mà mùa hè thì mát. Ngoài cái hướng đông nam này ra thì ở cái vị trí ở mấy cái căn này thì còn có hướng đông bắc và hướng tây bắc nữa nha mọi người. Đó, nên là quý vị nào mà đang tìm các hướng ấy, thì có thể liên hệ với Ngọc Ánh. Nói chung là đầy đủ hướng đáp ứng đúng cái yêu cầu của quý vị luôn. Đây, nhà vệ sinh ở phía tầng 3 đây, đầy đủ hết cái thiết bị cũng như là cái công năng sử dụng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng mọi người ạ. Như vậy đã có hai phòng ngủ rộng và lớn rồi, mời mọi người theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà, tầng 4. Xin mời. Bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà rất là thoáng mọi người ạ. Chủ đầu tư thiết kế trên tầng 4 như sau, gồm một khu vực để máy giặt nha mọi người và sân phơi. Đây, phần Ngọc Ánh đang đứng ở đây là khu vực để máy giặt và sân phơi luôn nha mọi người. Nó rất là thoáng. Đây là phía phần phòng thờ. Đây, phòng thờ của ngôi nhà nhỏ xinh, nói chung là đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng với lại quý vị khách hàng. Và còn một phòng ngủ nữa nha mọi người. Cái phòng này thì nó hơi nhỏ một chút so với cái tầng 2, tầng 3. Tuy nhiên thì có thể cái này tùy mục đích sử dụng của quý khách hàng thôi. Cái này thì mọi người có thể để làm việc, mọi người có thể để kê đồ, nói chung là để làm phòng kho. Đó, và cũng có cửa thông phòng đây. Cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Cái khu vực này thì dân cư nó rất là đông đúc, rất là sầm uất nha mọi người. Từ vị trí này mà đi ra tới công viên cây đàn thì nó chỉ khoảng tầm 700 mét như Ngọc Ánh chia sẻ thôi. Nói chung là mình được với những quý khách hàng nào mua nhà ở cái khu vực này, ở cái căn nhà này Ngọc Ánh đang chia sẻ, thì mọi người có thể được sử dụng những cái công năng, sử dụng những cái tiện ích nội khu của cái khu vực khu đô thị Đô Nghĩa mà mọi người mà mang lại cho toàn bộ khu vực này nha mọi người. Về thể dục thể thao cũng như là có thể là về cái không gian sống mọi người ạ, rất là đầy đủ, tiện ích, cây xanh thoáng đãng. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa, cụ thể về vị trí căn nhà này và bên Ngọc Ánh còn rất là nhiều căn nhà khác, vậy thì mọi người bốc máy ngay và gọi cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé, 0983043403 hoặc 0888041444 nhé. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em, nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật đến những thông tin bất động sản tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.